Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khai kinh kệ Phật pháp làm sao nó nhiệm màu. Trong nghe bậc kia có thiền cầu, con đã nghe thấy trên thị tụng mười tọa như là nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bảo Nữ Sở Vấn quyển 4, phẩm 9, 32 tướng. Bây giờ Bảo Nữ hỏi Thế Tôn: Kính bạch Đại Thánh, này Đại Thánh có thể cho biết 32 tướng đại nhân của Như Lai Chí Chân là do đời trước tu công đức gì mà đạt được, và 32 tướng đại nhân ấy đã phân bố khắp thân thể. Phật bảo Bảo Nữ: Trong những đời quá khứ, ta đã tu hành vô lượng công đức tích chứa các hạnh, do đó Như Lai đạt được 32 tướng đại nhân phân bố khắp thân. Này nêu đại lực về tướng của Như Lai: Tướng đại nhân bằng chân bằng phẳng là do đời quá khứ bền bỉ khuyến giúp, không thoái chuyển, chưa từng che lấp công đức của người khác. Tướng đại nhân tay chân của Như Lai có dấu pháp luân là do đời quá khứ phát khởi thiết lập biết bao nhiêu loại hình bố thí. Tướng đại nhân về ngón tay của Như Lai Chí Chân thon dài đẹp là do đời quá khứ giảng nói nghĩa kinh cứu độ chúng sinh làm cho không còn hoạn nạn. Tướng đại nhân tay chân Như Lai có màng mỏng là do đời quá khứ chưa từng phá hoại quyến thuộc người khác. Tướng đại nhân tay chân mềm mại đẹp đẽ là do đời quá khứ bố thí biết bao loại y phục mềm mại. Như Lai có tướng đại nhân bảy chỗ đều đầy đủ là do đời quá khứ tiết bày bố thí cung cấp cho kẻ thiếu thốn. Tướng đại nhân đầu gối bằng phẳng không có đốt đùi vế như đùi nai của Như Lai là do đời quá khứ phụng thọ kinh điển không chống trái. Tướng đại nhân mà âm tạng của Như Lai là do đời quá khứ thận trọng giữ thân xa lìa sắc dục. Tướng đại nhân hai má của thân Như Lai đầy đặn như sư tử là do đời trước tu hành đầy đủ nghiệp tịnh. Tướng đại nhân chữ vạn tự nhiên ở trước ngực Như Lai Chí Chân là do đời trước dứt trừ hạnh bất thiện uế trượt. Tướng đại nhân tay chân Như Lai đầy đủ tròn trịa là do đời trước dùng vô ý thí an ủi mọi người. Tướng đại nhân cánh tay dài quá khối của Như Lai là do đời trước làm việc giúp đỡ người. Tướng đại nhân thân trong sạch không tì vết của Như Lai là do đời trước làm theo 10 điều thiện của không nhàm chán. Tướng đại nhân vầng trán đầy đặn cao rộng của Như Lai là do đời trước ai bị bệnh Như Lai đều thăm viếng và dùng đủ loại thuốc cung cấp chữa trị. Tướng đại nhân bước đi như sư tử của Như Lai là do đời trước giao trồng đầy đủ phước đức. Tướng đại nhân 40 chiếc răng trắng của Như Lai là do đời trước tâm tánh bình đẳng nhân từ đối với chúng sinh. Tướng đại nhân răng không thưa của Như Lai là do đời trước gặp người tranh cãi thì đều khiến họ hòa hợp. Tướng đại nhân răng khít của Như Lai là do đời trước dùng vật tinh tế và ý để biếu tặng người. Tướng đại nhân lông mày đẹp đẽ thanh bạch của Như Lai là do đời trước khéo tự giữ gìn thân khẩu tâm. Tướng đại nhân lưỡi rộng dài của Như Lai là do đời trước nói lời chí thành giữ lỗi về miệng. Tướng đại nhân sáng ngời của Như Lai là do lượng phước cúng dường được rốt ráo, tâm hình nhân hòa, ban cho chúng sinh sự che chở. Tướng đại nhân tiếng phạm âm êm dịu như tiếng chim loan của Như Lai là do đời quá khứ nói năng nhu hòa đối với mọi người, giữ gìn lời nói lời lẽ đúng pháp, vô số người nghe lời nói ấy ai cũng vui vẻ. Tướng đại nhân đồng tưởng màu xanh biếc của Như Lai là do đời trước thường dùng mắt thương yêu nhìn mọi người. Tướng đại nhân đôi mắt như trăng mới mọc của Như Lai là do đời trước không hành thô bạo, tâm tánh hòa thuận. Tướng đại nhân lông trắng vừa chặn mày là do đời quá khứ khen ngợi các tụng đức hạnh của nhàn tịnh của mọi người. Tướng đại nhân nhục kế tự nhiên trên đảnh Như Lai là do đời quá khứ kính phục hiền thánh để bái tôn trưởng. Tướng đại nhân cơ thể mềm mại đẹp đẽ của Như Lai là do đời quá khứ tâm nghĩ việc kết tập tạng pháp. Tướng đại nhân hình màu vàng tía của Như Lai là do đời quá khứ có thế nhiều y phục giường đồ nằm. Tướng đại nhân lông mọc khắp chỗ chân lông của Như Lai là do đời trước xa lìa chốn tụ tập ồn ào. Tướng đại nhân lông trên thân Như Lai xoay về phía phải là do đời trước tôn kính sư trưởng, nghe lời thiện hữu cung kính làm theo. Tướng đại nhân tóc trên đầu màu xanh biếc của Như Lai là do đời trước thương xót chúng sinh, không dùng dao gậy làm hại họ. Tướng đại nhân thân thể đều đặn tròn trịa không cong vẹo của Như Lai là do đời trước đã khuyến hóa an ủi chúng sinh khiến tâm ít định tĩnh. Tướng đại nhân xương sống mắt nhau như dây xích, có chất chói sáng rực rỡ của Như Lai là
do đời quá khứ về các đấng chánh giác mà tạo lập hình tượng, trùng tu chùa chiền, chỉ khuyên người ly tán hòa hợp, ban bố sự không sợ hãi, khuyên người tranh tụng khéo hòa thuận. Người nên biết, nhiều đời quá khứ, ta đã hành trì vô lượng các cực đức, không thể tính đếm. Như lai đời Đức đã phụng hành như thế, do đó đã đạt được 32 tướng đại nhân này. Bạo nữ bạch Đức Thế Tôn, thật chưa từng có. Bạch Đấng Thiên Trung Thiên, tội quá khứ Như Lai đã hành tạo gốc đức, tội không ai sánh kịp cùng phân biệt giả nói pháp chư Phật. Phật bảo bạo nữ, đúng vậy, như lời ngươi nói, Như Lai đã phân biệt giảng thuyết pháp của chư Phật, cho các Bồ Tát được nghe về gốc đức. Tuổi xưa, Như Lai đã gieo trồng, nhờ lời giảng dạy của chư Phật thì đạt được niềm vui vô tận, lợi ích an lành, tức sẽ hướng về hạnh chân đế, để có thể đạt đầy đủ pháp của chư Phật. Khi Phật giảng nói phẩm pháp môn 10 luật, 4 điều không sợ 18 pháp bất cộng của chư Phật và 32 tướng đại nhân của Như Lai, thì trong 10 phương thế giới hiện đủ 6 thứ chấn động. Ánh sáng bao trùm, chiếu khắp cõi Phật chẳng thể kể xiết, vô số loài chúng sinh đều phát đạo ý chánh chân vô thượng, 25.000 Bồ Tát đắc pháp nhẫn bất khởi, 100.000 chúng trời trên hư không, rải hoa trời đánh chúng trời, tổ nhạc trời như đàn cầm sáo tiêu đàn sắt có tiếng khen ngợi. Người nào được nghe về 10 luật bốn vô sở ý, 18 pháp bất cộng của chư Phật, 32 tướng đại nhân thì đã công đức đầy đủ, không có tội lỗi, tin vui không nghi ngờ, hành đúng như lời dạy, thì ở trước đại chúng chư thiên cũng như thế gian gầm tiếng gầm của sư tử, giống như Như Lai chư chân đẳng chánh giác hôm nay ở trước chư thiên thiên nhân gầm tiếng gầm của sư tử. Vì sao? Vì chánh điển này không bao giờ đưa đến cho kẻ thấp kém, thiếu đức tin, cho hàng tiểu thừa. Người nào quay về với pháp thanh tịnh và tu theo thì người ấy sẽ đạt được điều cốt yếu của kinh điển này, nên thương kính ưa thích, an vui hết mực. Phẩm 10 hành pháp. Khế bạo nữ bạch Thế Tôn, bạch Đấng Thiên Trung Thiên, tôi chưa từng có, Như Lai đã giảng nói chánh điển của chư Phật với tất cả gốc đức ở đời quá khứ xa xưa. Bạch Thế Tôn, sao gọi là chỗ hành của Bồ Tát tuân tu kinh điển là hành pháp? Hay thay Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn nói về hành pháp của Bồ Tát. Phật bảo bảo nữ, chỉ tánh thanh tịnh là chỗ hành pháp của Bồ Tát, thân hữu bền vẫn là hành pháp, có sự nối tiếp ứng hợp là hành pháp, luôn luôn ban ân là hành pháp, nhận được sự hủy nhục là hành pháp, quy mạng mà không hề sao lãng là hành pháp. Đối với người yếu kém có thể nhẫn nhục là hành pháp, khó khăn đến nơi mà có thể bố thí là hành pháp, thương xót các loài là hành pháp, chí tánh thương yêu là hành pháp, có giúp người phạm giới là hành pháp, tu duy về kinh điển là hành pháp, tuân theo đạo giáo là hành pháp, ưa thích chánh điển là hành pháp, chăm sóc các kinh là hành pháp, theo sự vắng lặng là hành pháp. Ư ở một mình là hành pháp, không chán chỗ thanh vắng là hành pháp, mong chỗ vắng vẻ là hành pháp, lìa chỗ đông đảo là hành pháp, bảo vệ chúng sinh là hành pháp, chỗ nhìn không tổn hại là hành pháp, chuyên tu tâm từ là hành pháp, hợp vào đại bi là hành pháp, hoan hỷ toàn pháp là hành pháp, quán chiếu thiền tư là hành pháp, là pháp làm sáng tỏ tâm đạo là pháp hành, khen phép đại thừa là pháp hành, trừ bỏ gánh nặng là hành pháp, tôi không khiếp nhược là hành pháp, tôi duy biết đủ là hành pháp, bỏ sang tham đa dục là hành pháp, biết hiền thánh có đủ đức mà ít lời là hành pháp, không tranh cãi, giành giật oán giận mà nhẫn nhục nhân hòa là hành pháp, tôi biết về nghiệp, tội phước báo ứng là hành pháp, đến giới danh tí, tàm, hổ, sĩ, thẹn, trí tuệ, làm theo bảy tánh tài, này là hành pháp. Phụng kính tôn trưởng, tuần theo thiện hữu, luôn vâng theo là hành pháp. Tâm khiêm, tâm thường khiêm tốn, cung thuận, tự hạ là hành pháp. Không tự hủy mình, không che người, không khen đức mình, chỉ giấu công đức, công người là hành pháp. Dứt bỏ trần dục, dứt bỏ sân giận, ngu si tâm tối, xa lìa kiêu mạn là hành pháp. Oai nghi phép tắc, hành trì đầy đủ là hành pháp. Khéo nghe kinh điển, hoan hỷ mừng vui là hành pháp. Không xa rời Phật, giúp tin chánh điển, kính theo thánh chúng là hành pháp. Bố thí điều phục tâm, đạt trí tuệ, xuất gia tình tu phạm hạnh là hành pháp. Được lợi hay không có lợi, khen ngợi hay chê bai, có danh hay vô danh, khổ hay vui,
Không vì thế mà bị dao động. Thay đổi lòng của thế gian làm pháp sở hữu là hành pháp. Nếu gặp thân hữu hay bắn địch, thăm hỏi người lớn tuổi thì sắc mặt luôn hòa vui, không sầu khổ là hành pháp. Không có chơi đùa sẽ lìa chỗ tâm tối, không vô nịnh, không có tánh tà, không lầm lỗi. Gốc ngọn nơi tâm tánh đều thanh tịnh rốt ráo là hành pháp. Hành bốn nhiếp pháp, ban bố nhân ái, tài của và nhân từ đều hiện lợi lạc. Tất cả dùng lại của giúp chúng sinh là hành pháp. Trì pháp kiên cố là hành pháp. Niệm Phật, niệm pháp, niệm thánh chúng, niệm bố thí, niệm giữ giới cấm, niệm chư thiên là hành pháp. Thế độ vô cực, giới, nhẫn, tinh tấn, nhất tâm, trí tuệ độ vô cực là hành pháp. Dùng phương tiện khéo léo, như các Bồ Tát khuyến giúp tất cả trồng gốc đức là hành pháp. Thân, khẩu, ý, thanh tịnh, giữ 10 điều thiện là hành pháp. Do thường, khổ không, không có thân, không nhân, không ngã, không thọ, không mạng. Tên hiệu như thế là hành pháp. Phân biệt hạnh không, kiến lập vô tướng, hiệu rộng vô nguyện, ý ở trong ba cõi mà không nắm trước là hành pháp. Tu theo ý chỉ, ý đoạn, thần túc, căn lực giác ấy, mà vào con đường chánh quán, chiếu tịch tỉnh là hành pháp. Phật bảo bảo nữ, người hành pháp ấy nghĩa là không có nhãn, mắt cũng không có, cũng không nhãn hành, không sắc tưởng hành, không có nhĩ hành, cũng không có thanh hành, không tưởng hưởng hành, không tỷ hành, cũng không có hương hành, không tưởng hương hành, không có thiệt hành, không có, cũng không có vị hành, không có, không tưởng vị hành, không có thân hành, không có xúc hành, không tưởng xúc hành, không có ý hành, cũng không có pháp hành, không tưởng pháp hành, cũng không sắc hành, đó là hành pháp. Không sắc tưởng hành, không sắc khổ tưởng, không sắc ngã, không ngã sắc hành, không tịch sắc hành, đó là hành pháp. Chẳng không sắc hành, chẳng phải sắc hành vô tướng, đó là hành pháp. Chẳng phải sắc hành vô nguyện, chẳng phải sắc hành không tạo tác, cũng là chẳng phải sắc hành vắng lặng, là cũng chẳng phải sắc hành thanh tịnh, là cũng chẳng phải sắc hành như thật, là cũng chẳng phải sắc hành vô sinh, là cũng chẳng phải sắc hành vô khởi, là cũng chẳng phải sắc hành vô trước, cũng chẳng phải sắc hành không cứu cánh, cũng chẳng phải sắc hành chân như, đó là hành pháp. Thống chương thọ tư tưởng tưởng sinh tử hành thức hành cũng như thế, đó là hành pháp. Chẳng phải thức hành vô thường, chẳng phải thức hành khổ, chẳng phải thức hành vô ngã, chẳng phải thức hành vắng lặng, chẳng phải thức hành không, chẳng phải thức hành vô tướng, chẳng phải thức hành vô nguyện, chẳng phải thức hành không tạo tác, là cũng chẳng phải thức hành tĩnh lặng, là cũng chẳng phải thức hành thanh tịnh, là cũng chẳng phải thức hành xét đúng như thật, là cũng chẳng phải thức hành vô sợ sinh, là cũng chẳng phải thức hành vô khởi, là cũng chẳng phải thức hành vô trước, là cũng chẳng phải thức hành cứu cánh tận cùng, là cũng chẳng phải thức hành chân như, đó là hành pháp. Là cũng chẳng phải thức hành quán công, là cũng chẳng phải thức hành vô tướng, là cũng chẳng phải thức hành vô nguyện, đó là hành pháp. Cũng chẳng phải bốn đại chủng hành, cũng chẳng phải các nhập hành, cũng chẳng phải cõi dục sắc vô sắc hành, đó là hành pháp. Cũng chẳng phải hữu hành, cũng chẳng phải vô hành, là cũng không có hành, đó là hành pháp. Cũng chẳng phải đi đến, cũng chẳng phải chẳng hành, cũng không xứ sở, cũng không trụ trụ, đó là hành pháp. Không tâm ý thức hành, đó là hành pháp. Như vậy gọi là hành pháp. Nếu chốn hành không thấy, không nghe, không biết, đó là hành pháp. Nó khiến cho không thân khẩu tâm hành, đó là hành pháp. Nếu không hành pháp, không hành phi pháp, đó là hành pháp. Nếu không hành cả hai, không hành gì hết, đó là hành pháp. Không quá khứ hành, không tương lai hành, không hiện tại hành, đó là hành pháp. Không ấm hành, không các đại chủng hành, không các nhập hành, đó là hành pháp. Không dục trần hành, không có kết hận, không có chỗ niệm, đó là hành pháp. Nếu không hợp hành, không tài nghiệp hành, không ngã nhân thọ mạng hành, thì không có chúng sinh. Nếu có chỗ thọ như hành, đó là hành pháp. Nếu không phát khởi phân chia hành, đó là hành pháp. Nếu không tôi ta hành, đó là hành pháp. Không đoạn diệt hành, không chấp thường, không hành đắc chỗ tột cùng của các kiến, không dựa trung gian hành, đó là hành pháp. Chư pháp hoặc trụ hoặc không chỗ trụ, pháp xứ ta tôi ở chỗ tự nhiên, xứ ấy là phi xứ, là pháp xứ thanh tịnh. Tất cả pháp xứ đều không có xứ, rốt ráo gốc ngọn không phải không xứ, cho đến hoàn toàn không xứ. Tất cả các pháp không động, không chấp, không thể cùng tận, cũng không sở hữu, cũng không chỗ hành,
cũng không đùa giỡn, cũng không nương tựa, cũng không không nương tựa, cũng không chỗ trú, cũng không chốn thọ. Đối với pháp ấy, bậc trí tuệ hiểu rõ thông suốt, tuệ không chỗ niệm gọi là đế, chân đế không gốc tức là tuệ pháp. Này bạo nữ, giả sử Bồ Tát hiểu rõ các pháp như thế, dù có vào trong sinh tử để quá chúng sinh, cũng không bị mất pháp giải thoát. Đó là Bồ Tát bình đẳng tạo pháp hành. Khi Thế Tôn giảng nói pháp hành, có 8 vạn Bồ Tát đạt được pháp nhẫn. Phẩm 11 không thoái chuyển. Khi ấy bạo nữ liền dùng 10 ức trăm ngàn ngọc anh lạc quý giá dân cúng đại bậc đại thánh và thưa kính bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát nào phụng trì tu theo pháp hành này thì có thể đạt đầy đủ hoàn toàn pháp Phật, như thế là được tọa kết ở đạo tràng của Phật. Hàng Phật chúng ma oán địch dùng ấn bất thoái chuyển để ấn chứng nên khởi quán như thế. Bây giờ hiện giả Sơ La Phất nói với bạo nữ, cô đâu có thể biết ấn không thoái chuyển của các hạnh Bồ Tát mà để có thể ấn chứng. Khi bạo nữ đáp lời Sa La Phất bằng kệ tụng nhân giới và pháp giới, xác kỹ được bình đẳng, biết quả ấy không hai là ấn không thoái chuyển, chư Phật trong quá khứ, tương lai và hiện tại, pháp giới đều bình đẳng, thành tựu không thoái chuyển. Các cảnh giới hiện hữu và cảnh giới vô di, vắng lặng đạt nghĩa không, giác ngộ thành không thoái, chân như không bến bờ, không đạt được giới hạn, nhất thời mà hiểu rõ, giác ngộ không thoái chuyển, xem các pháp phương tục như chỗ hành hướng đến, trí tuệ quán bình đẳng, giác ngộ không thoái chuyển, cho cảnh giới của ma, cảnh giới Phật bình đẳng, tương ưng cùng một loại, vì vậy ấn thấy ấy. Người có dâm độ si, dục trần không giới phạt, giới hạn, hiểu rõ các tượng chấp, thế rõ không thoái chuyển. Sinh tử và vô vi, đạo giáo đều vắng lặng, đều hiểu nơi diệt độ, biết rõ không thoái chuyển, năm ấm đạo cùng thế, nếu phân biệt có hai, giống như hình ảnh huyễn, bên trí không suy tưởng, người chấp bốn đại chúng, giống như cõi hư không, hiểu rõ không thể nắm, chân ấn mới là ấn. Giác nhãn tức là đạo, hiểu không, không nắm vướng, nếu đạo nhãn như thế, bình đẳng trên bình đẳng. Các nhập đều như vậy, hư không luôn bình đẳng, nên biết rõ như thế, dù ấn này thay ấn. Điều chúng sinh nghĩ đến, nhất tâm thì biết hết, không có gì chướng ngại, vì vậy không thoái chuyển. Căn cơ của muôn loài, cao thấp hoặc trung bình, độ chúng đạt vô cực, thành tựu không thoái chuyển. Biện tài rất thông suốt, không dứt không dừng nghỉ, trong ức kiếp độc tùng, pháp ấy chẳng thể hết, hư không có thể hết, gió có thể nắm bắt, là biện tài sáng suốt, không thể nào tận cùng. Hành tổng trì như thế, thâu tóm tất cả pháp, danh đức chẳng trái tâm, nghe nhiều như không mất. Mười phương chư Phật ấy, pháp đạo sơ đã thuyết, đều đạt được tổng trì, tuệ tâm nhớ không quên, ngàn kiếp trong quá khứ, được nghe pháp đại thánh. Thưa hỏi pháp chân đế, khéo học nơi tổng trì, các môn tổng trì ấy, biện tài cũng như vậy, trí tuệ và các căn đạt thành không thoái chuyển, dùng không ấn các pháp, không đấm không cứu độ, dùng ấn, ấn nơi không, cho nên không thoái chuyển, hay không ấn các pháp, thanh tịnh không sở hữu, hiểu rõ chân lý này, dùng ấn không thoái chuyển, các pháp nhân duyên không, nhân duyên chỉ là hành, nhân duyên nên chẳng thật, thật tướng tất cả pháp, tướng các pháp như huyễn, không như tướng hư không, dùng tướng ấy để ấn, ấn vào, không thoái chuyển, tất cả hạnh chúng sinh. Phép tác của sắc thanh, nhất thời, hiện hữu khắp, biết rõ không thoái chuyển. Thế sẽ nhiều vô lượng, công đức thường vô tận, cúng dường cõi hư không, nhất tâm chỉ thành lễ, giới cấm là vô thường, giữa mãi giới của Phật. Không hạn và không lượng, ngang bằng với hư không, giới cấm của chúng sinh, duyên giác học vô học, gia giới không thoái chuyển, 16 phần khó sánh, nhỏ nhục đến cùng tận, tu theo vô sở sinh, thành tựu nhẫn nhục ấy, đạt thành không thoái chuyển. Tinh tấn không giới hạn, phương tiện không thể cùng, làm an vui chúng sinh. Tinh tấn là đại tiên, thường chuyên chí tu định, không loạn khéo cẩn thận, thấy hết tất cả pháp, định tam muội vô tránh, đạt trí tuệ vô ngại, trừ sạch chỗ kiến chấp, được hành quý của Phật, khiến thành tựu tịnh độ, tuệ đạt độ vô cực, khéo học nơi thiện quyền.
dùng Phật ấn để ấn, tu tập nơi đạo hạnh, hạnh ấy chẳng thể biết chí tánh trì chỗ nào, chứa hạnh nhiều vô lượng, khai hóa cho chúng sinh, chư thanh văn duyên giác, tất cả ma dị học, chẳng thế nào biết được nẻo hành của đại nhân. Không đắm trước các hành, định thần túc cảm ứng, rõ không không sở hữu, dạng chỗ đạt hân khởi, vị lai và quá khứ, thì hiện hình tượng Phật, ngồi nơi cội bồ đề, rồi chuyển bánh xe pháp, hiện khắp các quốc độ, diện kiến mười phương Phật, với nhân vần nhật nguyệt, du hành trên hư không. Thì hiện vào diệt độ, tinh ưa theo đại thừa, không trái với ấn ấy không thoái chuyển, vô hạn như hư không, trí tuệ khắp như thế, giáo pháp không thoái chuyển, đều như vậy hiểu rõ. Bây giờ khi bà nội nói tụng về ấn không thoái chuyển này rồi, thế giới tam thiên đại thiên đều chấn động. Năm ngày Bồ Tát đắc ấn tọa ký không thoái chuyển, Thế Tôn khen bảo nữ: Hay thầy, hay thầy, người có thể diễn nói về ấn không thoái chuyển của Bồ Tát một cách thông suốt như thế. Phẩm 12 đại thừa. Bây giờ hiện giờ tôi Bồ Đề bạch với Thế Tôn: Kính bạch đại thánh, này như vị bảo nữ này, do ấn không thoái chuyển mà thấy ấn không còn nghi ngờ gì mới có thể đạt được biện tài thượng diệu như thế. Nếu không vậy thì không dựa vào đâu để giảng thuyết pháp sâu xa dường ấy. Phật nói đúng vậy Tu Bà Đề, đúng như lời hiện giả đã nói. Bảo nữ này, do ấn không thoái chuyển mà thấy ấn, do đạt pháp nhẫn mới vào được hạnh đại thừa này. Khi bảo nữ tiến tới trước hỏi Phật: Bà Thế Tôn, đại thừa là gì? Phật bảo bảo nữ: Đại thừa là trụ lớn vì an ủi phổ về tất cả mọi loài chúng sinh, không bị ngăn chê, diễn bày các đức và trí tuệ đặc biệt, là thừa liệt cấu ế và dứt bỏ các việc phiền não tâm tối, là thừa chiếu khắp như là tướng của tất cả pháp môn giải thoát, là thừa chói sáng vì không tham đắm ái dục, là thừa tùy chuyên vì giải thoát mọi chướng ngại, là thừa thanh tịnh vì giữ gìn phẩm giới, là thừa khéo trụ bình đẳng vì thận trọng hộ trì phẩm định, là thừa vô lậu vì tuyển chọn phẩm tuệ, là thừa giải thoát vì soi chiếu phẩm giải, là thừa thể hiện tất cả pháp bình đẳng vì hiểu rõ phẩm độ tri kiến, là thừa không tiến thoái vì gồm thôn mười lực, là thừa không sợ hãi vì gồm tiếng gầm của sư tử và bốn điều không sợ, là thừa lìa nơi chốn không chỗ đi đến vì thông nhận 18 pháp bất cộng thù thắng của chư Phật, là thừa bình đẳng cung cấp vì bình đẳng thực hành tâm từ bi với chúng sinh, là thừa vô hại vì dùng chánh pháp chán ngự tất cả các học thuyết ngoại đạo, là thừa tiêu trừ và hàng phục tất cả ma bị quyến thuộc của chúng, là thừa tịch diệt vì được diệt phiền não, là hàng thừa hàng phục giáo hóa vì hàng phục ấm ma, là thừa lìa giới hạn diệt khỏi tưởng ma, là thừa thù thắng vì dứt bỏ thiên ma, là thừa giàu có vì đầy đủ thế độ vô cực, là thừa vô nhiệt vì đầy đủ giới độ vô cực, là thừa bỏ oán địch vì đầy đủ nhẫn độ vô cực, là thừa kiên cố không hoại diệt vì đầy đủ tấn độ vô cực, là thừa đoạn trừ tất cả tội các tội lỗi của một cách tự tại vì là tâm che lấp, là thừa tu hành vì đầy đủ tịch tỉnh độ vô cực, tất cả thiện đức, tất cả trí huệ, pháp thế tục, pháp vực thế tục, nếu gặp thừa này thì đạt đầy đủ trí độ vô cực, là thừa tùy theo hạnh nguyện hành hóa khắp vì đầy đủ phương tiện độ vô cực, là thừa đến mà không đến vì hướng đến diệt độ, là thừa đưa về chỗ an lành vì khi lập 8 con đường chánh, là thừa chỗ đến không nơi trốn gì tuân tu phụng hành quán chiếu tịch tỉnh, là thừa đầy đủ chí nguyện căn lực giác ý tất cả các ma và các dọc được không nhìn ra dấu vết, là thừa có 4 thần túc vì có thể hiện bày khắp các cõi Phật, là thừa ăn trú tam đế có khả năng bình đẳng siêu việt vì dứt trừ tất cả pháp bất thiện, tu theo các pháp hạnh thiện đức, là thừa khéo tu cẩn thận và ý chỉ chứ không có nội oán, là thừa không chấp trước nơi ba cõi vì phụng hành vô lậu, là thừa không tham đắm pháp hữu vi nơi các cõi vì đạt được cảnh giới vô vi sáng tỏ, là thừa không bỏ tâm đạo ngự trụ điều thiện vì không ưa tuệ nơi hành của tất cả thanh văn chuyên giác, là thừa siêu việt phải có thể hành dụng vô kiến đảnh, là thừa trang nghiêm vì thành tựu mọi công đức, là thừa chọn lựa chi tánh của chúng sinh vì đạt trí tuệ rốt ráo, là thừa xiển dương pháp môn vì có thể tế lễ không trái nghịch, là thừa nhất vị vì Phật tuệ bình đẳng, là thừa có âm thanh to lớn vì mười phương đều nghe, là thừa tất cả chư thiên đều kính lễ vì khéo tu tập, là thừa mà thích phạm tứ phương đều khen ngợi
Về đức vô lượng là thừa mà người sang tham có thể bố thí vì người vì đứng đầu. Là thừa nếu có phạm giới cấm của ban bố giới vì là đại thừa. Là thừa hành nhẫn nhục, giới tâm mang sân giận vì không có tâm gia hại chúng sinh. Là thừa người lười biếng thi hành tinh tấn vì mặc áo giáp kiên cố chưa từng xả bỏ, là người là thừa người tâm tán loạn. Hành thiền định vì khiến tâm định tĩnh, hành động nhân từ là thừa người tại trí hành chánh tuệ và nghe nhiều hiểu rộng, là thừa dứt trừ khổ hoạn, ban sự an ổn cho chúng sinh chứ không tạo tác tất cả ác. Thánh đạo của Phật được biểu hiện bằng trí không chướng ngại, bằng tuệ không gì bằng, ở trên tất cả các thừa, vì vậy gọi là đại thừa. Khi Phật giảng thuyết diễn nghĩa đại thừa này, có 1.200.000 người phát đạo ý chánh chân vô thượng cùng nói chúng sinh cùng sẽ đứng vào đại thừa ấy, khiến vô số loài người chúng sinh đều được đứng vững trong đại thừa này. Khế Bào Nữ bạch Đức Thế Tôn: Kính bạch đại thánh, đại thừa này có con đường trở ngại nào mà không chóng quay về nơi các thông tuệ? Phật bảo Bảo Nữ: Người hành đại thừa có 32 đường hiểm trở ngại, vì sự hiểm trở này mà không chống đạt được các thông tuệ. Những gì là 32? Đó là một ưu thừa thanh văn, 2 thích thừa duyên giác, 3 cầu chỗ thích phạm, 4 thâm đắm vào chỗ thọ sinh mà tu phạm hạnh, 5 kia một gốc đức nói là sở hữu của ta. Sau đó được của cải vật báu thì sáng tam luyến tiếc, 7 dùng tâm thiên lực bèn nhỏ mà bố thí cho chúng sinh, 8 xem thường chứ cấm, 9 không tâm đạo chuyên tinh tu hành, 10 việc tạo sân hận cho lại danh tiếng, 11 tâm ý bỏ bê buông thả, 12 để tâm dông rủi, 13 không cầu nghe nhiều, 14 không quán sát việc làm, 15 kiêng căng từ đại, 16 không thể làm thanh tịnh thân khẩu tâm hành, 17 không hội trì chánh pháp, 18 phản bội ơn thầy, 19 dứt bỏ bốn ơn, 20 lìa pháp cốt yếu vững chắc, 21 lìa làm quen với bản ác, 22 làm theo các ấm cái, 23 chẳng khuyến trợ đạo, 24 theo nghĩa gốc bất thiện, 25 đã phát đạo ý mà không có phương tiện thiện xảo, 26 không đem sự ân cần tán dương tam bảo, 27 khác các bồ tát, 28 chưa từng nghe pháp hay nghe rồi lại hủy bán, 29 không biết việc ma, 30 học tập sách vở thế tục, 31 không chăm khuyến hóa chúng sinh, 32 nhàm chán sinh tử. Đó là 32 việc chúng trái đại thừa, rơi vào đường hiểm. Để rơi vào đó thì không thể mau chóng thành tựu các thông tuệ. Là nữ bảo nữ, người học công đức quá thần của đại thừa, vì thừa này mà rơi vào đường hiểm. Vì sao? Vì họ đối với thừa này có huế trượt nơi hữu phi, không nghe với tầm vóc của đại thừa, nên rơi vào đường hiểm. Nếu họ dùng đức vô di và hành thừa đúng tầm cỡ là đại thừa, thì công đức phát khởi lên. Nếu chấp vào thừa ấy đối với tâm Như Lai, không thuận theo tất cả phiền não, nên đối với đại thừa này là rơi vào đường hiểm. Đối với thừa này, họ đắm trước sự giác ngộ công đức danh xưng của Như Lai, đức của đại thừa như thế là rơi vào đường hiểm. Vì vậy này bảo nữ, Bồ Tát đại thừa nên bỏ pháp nơi thừa ưa thích phiền não, dùng pháp đó để đạt đến đại thừa thanh tịnh và huân tập pháp này, tư duy phụng hành ứng hợp với sự rộng lớn ấy. Như pháp nào mà đạt đến đại thừa thanh tịnh? Có 32 pháp đạt đến đại thừa thanh tịnh. Những gì là 32? Đối với các chúng sinh không mời tỉnh mà thân thiện, đạt chân đế cứu cánh là vì người, chí tánh kiên cường, tu theo các đức hạnh, hành không chán mệt, thành tựu công đức, tâm không rối loạn, chí tánh thanh tịnh, thân ấy thanh tịnh thì oai nghi pháp tắc không hề tưởng nghĩ nữa, lời nói thanh tịnh, ngôn hành hợp nhau, tâm ấy thanh tịnh vì không bỏ đạo tâm, bố thí thanh tịnh vì không mong báo đáp, giới hạnh trong sạch vì giữ gìn điều ngăn cấm, nhận thanh tịnh vì không tiếc thân mạng, tinh tấn thanh tịnh vì đầy đủ 10 lực vô ý, thiền định thanh tịnh vì tất cả phiền não không xen lẫn, trí tuệ thanh tịnh vì dứt trừ tất cả chướng ngại, tâm thanh tịnh vì hạnh phục tất cả chúng ma, hành kiên cố vì cứu độ các sự cầu sinh, cứ nhớ bốn ơn không vì bỏ chúng sinh, cung kính Phật vì hộ trì chánh pháp,
vì không mệt mỏi lười biếng nó có thể hành trì đầy đủ pháp đạo phẩm, nghe không nhàm chán, vì cùng đủ thánh trí. Người hoan hỷ càng trở nên thù thắng chứ không kiêu mạn, khéo lắng nghe không lơ đảnh, có thể đạt đến vô kiến định, đối với tất cả pháp không tranh cãi, duyên báo ứng và nơi chốn nhận biết điều hòa thuận, không nghèo thiếu gì, thâu được bảy thứ tài sản. Sở dĩ không nghèo là do tự tại đức tuệ thành tựu không mất thần thông. Diệt phiền não của chúng sinh thành tựu định tịch nhiên, tuệ giải của Như Lai biến hóa quán chiếu đầy đủ. Thế ba cửa giải thoát mở bày, tôi theo không vô tướng vô nguyện, bên trong an nhiên khiến các chúng sinh phân biệt hiểu rõ về tuệ vắng lặng, hưng phát hết trí tuệ, pháp nhận bất khởi, tu hành tất cả pháp yếu được thọ ký. Phật nói với bạo nữ, đó là 32 pháp đạt đến đại thừa thanh tịnh. Khi nói phẩm 32 pháp sự này, có 72.000 trời và người được phát đạo ý chánh chân vô thượng, 12.000 bồ tát được pháp nhận bất khởi, 100.000 chúng trời trên hư không tán thán khen ngợi, rẽ hoa trời rồi các kỹ nhạc tất cả đều đồng thanh cất tiếng ca tụng. có ai nghe được sự ca ngợi danh xưng công đức của đại thừa này, thì chúng sinh đó sẽ được hộ trì kiến lập công đức của chư Phật. Còn ai nghe hết lòng tin ưa và về sau thọ trì xem kỹ phụng hành thì vực công đức này. Phẩm 13 chúc lụy, khi ấy Tiên Đế Thích, Tiên Vương Phạm Nhẫn Thích, bốn đại tiên vương được bạch Đức Thế Tôn, bạch đấng tiên trung thiên, thật chưa từng có, chỉ Thế Tôn mới có thể khéo nói ý nghĩa thâm diệu thích hợp và nói kinh điển này, và nhất tạo lợi ích rất nhiều, diệt các ấm cái và các phiền não, hóa độ các thuyết trái nghịch, dẫn dắt chỉ bày chánh nghĩa, hàng phục ma oán, rồi bỏ các học thuyết khác của ngoại đạo, bao gồm tất cả pháp của chư Phật. Bạch Thế Tôn, giờ chúng con sẽ tọa trì đọc tụng giải thuyết pháp điển này, nếu các pháp sư lãnh thọ phụng hành kinh này thì chúng con sẽ cung kính chắp tay, hoặc tại nhà ấy chép trên tre lụa ban bố xa gần cho chư thiên long thần và kiền đạp hòa. Nếu ai tin kinh này và muốn phụng trì thì sẽ khiến cho sự ăn mặc của người ấy dồi dào không hết, còn người không ưa thích nhưng xem xét và che chở thì sẽ khiến cho thọ nhận vững chắc, rồi làm cho họ không xâm phạm pháp sư, không tạo quấy nhiễu. bây giờ Thế Tôn bảo Thiên Đế Thích, Phạm Thiên, Nhẫn Thích, bốn đại thiên vương, lành thay chư nhân giả, chứ vị mới là những người nhằm ủng hộ pháp sư. Cho nhân giả để hiểu rõ chí nguyện rồi nên có thể ủng hộ pháp sư, đó chính là ủng hộ chánh pháp. Để ủng hộ chánh pháp tức là ủng hộ tất cả chúng sinh. Bây giờ Thế Tôn bảo Hiền Giả A Nan, ông hãy nhận kinh điển bảo nữ sở vấn chánh pháp này, tọa trì độc tụng thì người khác giảng nói. Giả sử Bồ Tát ở trong 100.000 kiếp hành bố thí nhẫn nhục, và có Bồ Tát nắm giữ kinh pháp này, miệng độc tụng, vì người khác diễn nói, kiến lập đại bi, muốn độ chúng sinh, đầy đủ đại từ, tu duy kinh pháp, trụ nơi nhẫn nhục, thì phước đức của vị này đạt được hơn phước đức vị trước và nhanh chóng quay về đại thừa. Hiện giờ A Nan bạch Thế Tôn, con sẽ phụng thọ kinh này. Cô xin đại thánh cho biết kinh pháp này tên là gì và phụng hành như thế nào. Phật bảo Hiện giờ A Nan, kinh pháp này tên là Môn Phẩm Thông Tỏ Thấu Đạt Về Nghĩa Luật Nói Chân Đế. Hãy theo đấy mà thọ trì, lại có tên là Thuyết Giảng Về Vô Lượng Công Đức Nơi Việc Phát Tâm. Hãy nên thọ trì, Như Lai phân biệt các tướng mười lực, bốn điều không sợ, 18 pháp bất cộng chư Phật. Ngay khi ấy các Bồ Tát tu theo pháp hạnh, nói về ấn không thoái chuyển luân, giảng diễn đại thừa, phụng trì pháp ấy, và những vị có mặt trong pháp hội khi bảo nữ thưa hỏi cũng đều phụng trì. Này Hiền Giả A Nan, nếu ông phụng trì phẩm pháp môn này, vì người giả nói thì sẽ đạt được vô lượng công đức và ánh sáng pháp của các pháp, tức là vì chúng sinh mà kiến lập Phật sự. Vì sao? Vì đó là pháp cứu cánh của chư Phật Thế Tôn trong quá khứ, vị lai và hiện tại. Phật nói như thế rồi. Bảo nữ, Hiền Giả A Nan, tất cả chúng hội, chư thiên, chân chúng, A-tu-lân, người nơi thế gian nghe kinh, ai cũng hoan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Kinh
Bảo nữ xã vấn quyển 4 hết. Mình đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trở thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kinh Bảo Nữ Xã Vấn Hội Thượng Phật Bồ Tát.